Dạ ngon nha, hôm nay thì bà con mấy con bảy là đẹp như trong thùng. Chưa rửa mà đẹp gì bà con, rửa lên đẹp cỡ nào nữa, quá trời đẹp luôn. Con bảy nha, sơn muốn hối luôn nè. Ít con nào về nó sơn còn đẹp chứ bà con. Con bảy K7. Hới rồi con ơi, có lửa vẫn tươi trong như đúng nè, quá đẹp luôn, bị chê luôn. K7 gì đó. Alo, dạ nghe anh. Có đẹp cực kỳ rồi con ơi, sơn còn nguyên vẹn luôn nè, quá trời đẹp, hết chỗ chê luôn. Có không? Chế là bình thường anh. Quá đẹp rồi anh. Nó đâu? 100.000 trước. Dạ, em tới rồi. 2.000 đó. Mời tới. Không anh. Không ơi, nào đâu có hành.